trục du lịch tâm linh chùa Hương, chùa Tam Trúc và chùa Bái Đính. Với lợi thế địa hình thiên nhiên độc đáo, khu du lịch Tam Trúc 3 sao được quy hoạch trở thành một trọng điểm du lịch tâm linh, một con đường nối thẳng từ Hương Sơn, Hà Nội qua Tam Trúc đến Bái Đính, Ninh Bình sẽ hình thành trong nay mai, kéo ngắn khoảng cách từ chùa Hương đến Bái Đính chỉ còn hơn 20 km để kết nối ba khu du lịch tâm linh lớn nhất miền Bắc trở thành một trục du lịch tâm linh mới. Kết nối chùa Hương, Tam Trúc, Bái Đính. Khu du lịch Hồ Tam Trúc có vị trí giao thông vô cùng thuận lợi, cách thị xã Phủ Lý 12 km, lại tiếp giáp với Hòa Bình. Và điều đặc biệt là chỉ cách khu du lịch Hương Sơn thuộc địa phận Hà Nội ước chừng 5 km. Được biết, dự án khu du lịch Tam Trúc là một trong những kế hoạch phát triển đầy tiềm năng và là gạch nối khu du lịch Chùa Hương với khu du lịch Vân Long Hoa Lư Tam Cốc Bích Động, tạo thành một quần thể du lịch sinh thái vùng ngập nước. Trong tương lai, khi tuyến đường này hình thành, sẽ rút ngắn đoạn từ Hà Nội qua Hà Nam tới Ninh Bình chỉ còn hơn 60 km, giảm 25 km so với hiện nay. Đồng thời sẽ biến khu Chùa Hương, Tam Trúc, Bái Đính trở thành tuyến du lịch tâm linh lớn nhất của cả nước, hội tụ những kỷ lục ở hai ngôi chùa lớn nhất là chùa Bái Đính và chùa Ba Sao. Chùa Hương, nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Hàng năm, mỗi độ xuân về hoa nở trắng núi rừng Hương Sơn, hàng triệu Phật tử cùng tao nhân mặc khách khắp bốn phương lại nô nức chảy hội chùa Hương, hành trình về miền đất Phật, nơi Trắc Tích Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện tu hành để dâng lên người những lời cầu nguyện, những nén hương như thả hồn mình bay bổng hòa quyện vào với thiên nhiên ở một vùng núi rừng còn in đậm thần thoại văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Hội chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn ngày 6 tháng Giêng là ngày khai hội. Lễ hội kéo dài đến hạ tuần tháng 3 âm lịch. Ngày này vốn là ngày mở cửa rừng của người dân địa phương, sau này trở thành ngày khai hội chùa Hương. Chùa Hương là một danh thắng nổi tiếng, không chỉ cảnh đẹp mà còn là một nét văn hóa tín ngưỡng đạo Phật của người Việt. Không giống bất cứ chùa nào khác, chùa Hương là một tập hợp nhiều đền chùa hang động gắn liền với núi rừng, với một kiến trúc kết hợp hài hòa vừa thiên nhiên vừa nhân tạo. Tạo hóa đã khéo bày đặt vùng này sự hài hòa giữa núi rừng, non sông nước và con người đã thổi bùn vào những điều kỳ diệu đó, làm cho chúng thêm sinh động với nhiều sắc màu. Điều đó đã tạo nên một nét văn hóa của dân tộc, đó là văn hóa tín ngưỡng đạo Phật. Trải qua nhiều thế kỷ, nó đã in đậm trong tâm thức của người Việt Nam, để rồi những cao nhân mặc khách, những nhà văn, nhà thơ và cả các vị vua chúa thời xưa đều phải thán phục trước vẻ đẹp nơi đất Phật này. Năm Canh Dần 1770, chúa Tịnh, đô vương Trịnh Sâm tọa cảnh chùa Hương đã tặng lại năm chữ trên cửa động Hương Tích là Nam Thiên Đệ Nhất Động, động đẹp nhất của trời Nam. Và còn nhiều những bài thơ ca ngợi cảnh đẹp nơi đây như Chu Mạnh Trinh, Cao Bá Quát, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương. Giờ đây, chùa Hương không chỉ còn là giá trị riêng của một vùng miền nào, mà là di sản quốc gia, cũng là những cái giá trị của nhân loại, vì nó là giá trị sống của chuỗi sự phát triển con người từ xa xưa đến nay.
Vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng giữ gìn những giá trị văn hóa của cha ông ta để lại cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Các bạn bè trên toàn thế giới biết về vẻ đẹp văn hóa của dân tộc ta, để chùa Hương mãi mãi in dấu trong lòng mỗi người khi nghĩ về đạo, về đời, để đúng với nghĩa của nó, hương tích, tức dấu thơm. Chùa Tam Trúc là vùng núi đá vôi ngập nước với vẻ đẹp hoang sơ, ba mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh hình tay ngang, dưới lòng hồ là sáu quả núi nhô lên. Vì vậy, đây được đánh giá là vùng đất địa linh với thế lưng tựa núi, mặt nhìn ra hồ. Từ trên cao nhìn xuống, chùa Tam Trúc đẹp như một bức tranh thủy mặc với những đường nét hoàn toàn tự nhiên do tạo hóa sắp đặt, được ví như Hạ Long trên cạn. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những giá trị tâm linh về vùng đất này sẽ là yếu tố níu chân du khách khi về nơi đây. Ẩn mình vào một góc nhỏ bên hồ Tam Trúc là chùa Ba Sao. Đây là ngôi chùa cổ từ hàng trăm năm trước. Tam Trúc còn có tên gọi là Tam Tinh Tự, nằm ở vị trí tiền Lục Nhạc, hậu Thất Tinh. Chùa rất linh thiêng và quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Theo sử cũ ghi lại, chùa Ba Sao được xây từ thời nhà Trần, một thời kỳ Phật giáo phát triển mạnh nhất, ảnh hưởng sâu rộng nhất đến đời sống của nhân dân. Đến nay, dù đã trải qua hàng trăm năm, ngôi chùa vẫn giữ được vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân. Cửa chùa đất Phật vốn là chốn bình yên thanh tịnh trong những ngày rằm mùng 1, các dịp lễ Tết, người dân khắp nơi tìm đến ngôi chùa cổ tự này với lòng thành kính hướng Phật. Họ cầu mong sự bình an, gửi gắm ước nguyện vào những điều tốt đẹp nơi cửa Phật. Ngôi chùa này có khuôn viên rộng nhất thế giới và phải cần đến 30 năm để hoàn thành toàn bộ các công trình, với nhiều kỷ lục mà ngôi chùa này nắm giữ. Chùa Ngọc hay còn gọi là đàn tế trời được xây dựng trên đỉnh núi Thất Tinh. Đây là công trình độc đáo nằm trong quần thể Tam Trúc, qua 299 bậc thang để lên đến chùa Ngọc. Ở vị trí này có thể bao quát toàn bộ được cảnh quan nơi đây. Điện Tam Bảo. Tại gian chính của điện thờ có tượng Tam Thế ở ba thì: quá khứ, hiện tại và tương lai. Điện thờ có diện tích 5.100 m², có sức chứa 5.000 Phật tử cùng lúc hành lễ. Điện Pháp Chủ Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa có tượng thờ nặng 200 tấn, to nhất Đông Nam Á. Bên ngoài là vườn cột kinh bằng đá khổng lồ, khắc ghi những lời răn dạy của đạo Phật. Đến khi hoàn thành, đây sẽ là vườn cột kinh lớn nhất thế giới. Bên ngoài còn có vườn ươm cây, nơi hội tụ các cây quý được nhập từ nước ngoài như vườn cây Thiên Tuế, vườn cây Đại. Ở đây còn có cây Bồ Đề Cát Tường được tách từ bảo vật của Sri Lanka, một dấu tích của Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại đã trên 2.000 năm. Chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính thuộc xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình. Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn
được biết đến nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng giáp vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Đây là ngôi chùa lớn và sở hữu nhiều kỷ lục nhất của Việt Nam. Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích là 539 ha, bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới. Các khu vực như công viên văn hóa, học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đỗ xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh. Quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi giữa những thung lũng mênh mông hồ và núi đá. Kiến trúc của chùa mới hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống, phù hợp với tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người Việt Nam. Chính vì vậy, nơi đây sớm trở thành một điểm đến nổi tiếng. Khu chùa Bái Đính mới được bao giới tôn vinh là một quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á. Giếng ngọc của chùa Bái Đính cổ nằm gần chân núi Bái Đính. Tương truyền, đây là nơi thiền sư Nguyễn Minh Không đã lấy nước để sắc thuốc chữa bệnh cho dân và chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông. Giếng xây lại hình mặt nguyệt, rất rộng, có đường kính 30m, độ sâu là 6m, không bao giờ cạn nước. Chùa Bái Đính hiện đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục chùa ở châu Á như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng đồng 100 tấn ở trong điện tháp trụ, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật Di Lặc 100 tấn ngoài trời, chuông đồng lớn nhất Việt Nam, đại hồng chung nặng 36 tấn trong tháp chuông, khu chùa rộng nhất Việt Nam, tổng là 539 ha, riêng chùa cổ 27 ha và chùa mới là 80 ha. Khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chừng 3 km. Khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất, 500 thị bằng đá xanh, cao khoảng 2 m. Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam. Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam, 100 cây bồ đề được chiết tách từ cây bồ đề ở Ấn Độ. Chúng ta hãy cùng khám phá chùa Tam Trúc, chùa Hương và chùa Bái Đính. Mỗi chùa có những nét đặc sắc riêng. Chùa Hương nổi tiếng là linh thiêng và có lễ hội dài nhất cả nước. Chùa Bái Đính nổi lên là ngôi chùa với 13 kỷ lục quốc gia và là điểm tâm linh rất được ưa chuộng. Chùa Tam Trúc với kỳ quan Phật giáo hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và cũng chứa rất nhiều những kỷ lục. Mời các bạn cùng khám phá.